tại đường Phạm Hùng á. Đây, các bạn trẻ ăn mừng Việt Nam đi du lịch nè, ở đường Phạm Hùng đây quý vị. Ôi ơi, ngập sân ha. Cẩn thận nha liền. Giờ mà ra quận nhất là tôi thôi luôn. Bây giờ thôi quay cho cả nhà xem không khí dân khu vực vùng ven đi. Này chỉ là quận 8 thôi. Này Lý Hương với lại Lý Hiền với lại du kênh Sài Gòn ngày nay, Xuân Di chạy đi trước cả nhà. Đi ở vùng mé mé vô quán mà có món chả Kim Sơn rất là ngon. Bây giờ thì ăn mừng Việt Nam chiến thắng rồi, thắng Malaysia 1-0 trên sân nhà. Bây giờ thì chắc là bão, hôm nay Sài Gòn là bão nguyên đêm luôn. Mấy bạn này vũ vũ. Đây nguyên cái xe này nè, xe này chạy vòng vòng. Giáo sứ Nam Hải. Cầu Chánh Hưng quý vị ơi. Hết sức cẩn thận. Đông quá, ngay cầu Chánh Hưng. Hôm nay là ngay cầu Chánh Hưng quý vị ơi, Chánh Hưng. rất là ly ca. Đây bảo cho xe ô tô. Ô tô này có mùi trần không nào. Con mình đây dễ chưa. Có con đâu có ai để chửi đâu đấy hiền, nên là phải đem con ra đi bảo luôn chứ sao. Đâu có chửi. Đây là ngay chỗ cầu Chánh Hưng xuống mình chạy qua cầu Nguyễn Tri Phương đúng không Lý Hèn? cầu Nguyễn Tri Phương, cầu mới ha. Phía bên phải chúng ta đang đi thì còn một nhánh đang xây, phía bên trái này đã đưa vô sử dụng rồi đó quý vị. Rất là đông, ngay đây tụ tập rất là đông trên cầu. Đi luôn, đi thẳng đi. Rồi phía bên đây thì tôi giãn ra ha, nói chung là cái khu vực quận 8 thì không có quá đông, cũng tương đối chạy cũng như giờ gạt xe thôi, giờ cao điểm thôi, không sao, không vấn đề gì, không phải là nhích như trong khu vực trung tâm ha. Coi đá bóng, vừa ăn tiệc vừa coi đá bóng, ghi lại cho cả nhà những hình ảnh khu vực quận 5, quận 8 mọi người ăn mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng ha, rất là vui.